Đồng Thảo và tiết mục tạp chí truyền hình của quê hương Media xin kính chào quý khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay Đồng Thảo có một cái niềm vui khá là thú vị, bởi vì là được tiếp xúc với một người trẻ mà có nhiều nhiệt huyết cũng như là có tâm, có lòng đối với cộng đồng của người Việt hải ngoại nói chung và tại Sao Dê nói riêng. Thưa quý vị, trong phòng thu hiện giờ có sự tham gia của Quyền Mai, đó là founder của tổ chức Vietnamese American Organization, gọi tắt là VAO. Đồng Thảo sẽ mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi bây giờ. Đồng Hai Thảo chị xin chào em Quyền chào Mai. chị và xin chào khán giả của chương trình. Nói đến những người trẻ mà nói được tiếng Việt mà lại hát được tiếng Việt nữa, chị Đồng Thảo lúc nào cũng thích á, cũng ca ngợi, và chị cũng vừa vui vừa cảm thấy hãnh diện cho các em và các cháu của mình. Quyền biết không, bây giờ nói VAO chính trị cũng ít nghe nữa. Em có thể em giới thiệu sơ đến với khán thính giả của mình về tổ chức của em cũng như là hoạt động của em như thế nào? Cảm ơn chị Đồng Thảo. Và thưa vị thì Quyền sinh hoạt trong cộng đồng cũng cũng khá lâu. Thì trước đó Quyền cũng có làm với lại bên những cái nhóm khác. Thì gần đây khoảng trước Covid đó, thì mới sáng lập ra cái tổ chức mới, đó là cái nhóm VAO, Vietnamese American Organization. Thì mình tiếp tục những cái sinh hoạt trong cộng đồng người Việt. Thì chủ yếu ở đây cái mục đích của em đó là của cái tổ chức đó là mình muốn kêu gọi nhiều người sinh hoạt vô cộng đồng người Việt, sinh hoạt cho cộng đồng người Việt, với cộng đồng người Việt. Và một đồng thời khác là mình cũng muốn xây dựng cái giới trẻ cho họ hiểu biết thêm về cái cộng đồng của họ là người Việt, Cộng đồng của mình. cộng đồng của mình. Thì những người trẻ lớn lên ở đây giống như là em, khi mà em lớn lên sinh hoạt ở đây đó thì em gặp cũng khá nhiều những cái trở ngại. Thì dĩ nhiên là em không có muốn những cái người bạn trẻ khác cũng sẽ gặp những cái trở ngại giống như vậy. Thì bây giờ em muốn tạo những cái điều kiện dễ dàng cho những người trẻ có thể tham gia thêm về cái sinh hoạt cộng đồng, để mà xây dựng cộng đồng của mình càng ngày càng phát triển lên. Thì cái đó là cái có thể nói là trong những cái ước ao, cái chính của tụi em thì em muốn làm. Vì chị thấy rất là nhiều 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 cái chương trình của mình không có tạo được cái sự chuẩn bị cho giới trẻ, cho nên là nhiều khi giới trẻ lên rồi mấy bạn cũng không biết phải làm gì cho đúng, Không có người hướng dẫn. không có người hướng dẫn. Thì bây giờ em có thể nói em với mấy bạn cũng trải qua khá nhiều, cũng dĩ nhiên là bị la cũng khá nhiều, nhưng Ai mà cũng cũng nhiều người la lắm chị. Sinh la? hoạt cộng đồng mà đấy, mình không có Chị thể còn bị la nữa sinh hoạt cộng đồng mà mình không thể nào mà hoàn hảo được, cho nên là lúc nào cũng bị. Thì cái đó nó thì ok em chịu được chị không, Quyền chịu được, nhưng mà rất là nhiều người khác không chịu được, cho nên là rất nhiều người khác bỏ cuộc, Đúng thậm chí đó. là những người lớn cũng bỏ cuộc. Đúng rồi. Nhưng mà em lại không muốn mấy bạn trẻ bị bỏ cuộc dễ dàng, cho nên là em muốn tạo những cái điều kiện, những cái cơ hội cho các bạn trẻ sinh hoạt dễ dàng hơn. Và mình đi trước thì dĩ nhiên là mình cũng có trách nhiệm làm cách nào để hướng dẫn cho các bạn tham gia chung. Mà với cái kinh nghiệm đó thì mình cũng tránh được những cái vấp ngã mà Hy vọng. mình đã vấp ngã, mình không muốn các em vấp ngã Đúng hoặc là rồi. các bạn vấp ngã, phải không? Cái đó nếu quý vị nghe thì quý vị sẽ thấy là không có ngần ngại gì để mà support cái tinh thần của nhóm VAO. Rồi bên cạnh Quyền còn có nhiều người khác không trong trong cái cũng 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 ban chấp nhiều hành của em? cũng cũng nhiều lắm chị, cũng Vậy nhiều hả? và mấy mấy bạn rất là giỏi, thậm chí ai cũng giỏi hơn em hết Ô vậy rất hả? là giỏi. Thì Quá tốt. đó đó là những cái tài năng mà mình không muốn bị mất. Tại tại vì chị biết, bây giờ chẳng hạn như con cháu mình ở nhà thì ai cũng có một cái tài đặc biệt nào đó, mà nếu mà mình không, giống như là mình không kêu gọi được những cái tài năng đó ra đó, thì họ Không. sẽ cống hiến cho những cái tổ chức của xã tộc khác vậy. Họ không có ra đó để mà cống hiến cho cộng đồng người Việt của Hoặc là mình. nó mai một đi, Đó là cái nó mai ủ, một. đó là cái mất mát của cộng đồng mình vậy. Thì đó đó là những cái mà mình muốn kêu gọi họ ra. Rồi chị còn biết là Quyền Mai lại còn không những là quy tụ được các tài năng trẻ
rồi em lại còn biết có cái khả năng, và em chị nghĩ là em chị dùng chữ khả năng là bởi vì em còn chị còn biết là em còn cộng tác với những cái nhóm khác để mà hỗ trợ cho cái công việc của em, hoặc là khuếch trương cái công việc của em, hoặc là giúp những nhóm khác làm được cái công việc của họ, chẳng hạn như là Việt Acoustic, Dạ đúng rồi phải chị. không? Dạ, Việt Acoustic cũng là một cái một trong những nhóm mà mấy mấy bạn trẻ focus vô ngành văn nghệ, Văn nghệ âm nhạc phải âm nhạc văn nghệ không? đấy. Thì Chê Sinh Nguyễn là một cái một trong những người sáng lập viên của Việt Acoustic, và em cũng là một trong những trong nhóm tụi em làm việc chung đấy. Thì Chê Sinh Nguyễn cũng có từng giúp em làm những hội chợ Tết ở đây, thì cũng có những cái gọi là những cái kinh nghiệm về tổ chức vậy. Thì Chê Sinh Nguyễn cũng thích âm nhạc và cũng thích về những cái technical, máy móc này nọ, chụp hình. So cho nên là khi mà Chê Sinh Nguyễn kéo lại mấy bạn, giống như là những cái người nào hát được thì hát, những người nào chơi Chưa đàn được đàn chơi được. đàn, những người nào làm ánh sáng thì làm ánh Ồ sáng, wow, những người vậy đó hả? thì nhóm Việt Acoustic trở thành một cái nhóm lo về âm nhạc văn nghệ. Coi như là artistic group đó phải Dạ không? đúng rồi. Thì những người này mình có, bởi vì em nói chị có những cái tài năng mà nếu mà mình không mang ra cho họ đóng góp có sân chơi thì họ sẽ bị mai một, giống như chị nói. Không khai Dạ thác được cái dạ tài năng không khai đó. thác được, đúng rồi, cái dự trùng dạ dạ cái chữ khai thác, mình phải make sure, mình phải có nghĩa là mấy em mấy bạn có những cái tài năng tiềm năng, có những cái tài năng đó mà mình không khai thác được thì cái đó là cái mất mát của cộng đồng của mình. Mà có nhiều khi phải em mới thấy được, tại vì em gần gũi các bạn, hoặc là em cùng cùng giới trẻ, cùng tuổi, hay là cùng một cái thế hệ. Còn những người lớn nhiều khi hoặc là không thấy, hoặc là nhiều khi không có thể hòa mình được với các em. Thì em làm cái nhiệm vụ đó, chị thấy rất là tốt. Em nghĩ đó là nếu mà những người lớn để tâm chút xíu thôi là sẽ thấy được, nhưng mà đa số chị biết những người lớn thì họ cũng có công việc của họ đấy, họ cũng có những cái giống như là cái đường hướng của họ, cho nên là nhiều lúc họ bỏ quên đi những người trẻ, họ họ bỏ mặc đi những giới trẻ, và nhiều khi họ cũng khó làm việc chung với giới trẻ, tại vì giới trẻ nhiều khi họ không Cách có làm nó theo khác ý nhau. của họ. Cách làm nó khác Một khi nhau. mà họ không theo ý của những người lớn rồi thì chị biết như thế nào rồi. Dạ, nó rất là phức tạp rồi. Vâng, và bây giờ thưa quý vị, đó là nói chung, in general, những cái công việc chung mà VAO và Việt Acoustic đã làm và đang làm và sẽ làm. Bây giờ một cách cụ thể, Lâm Thảo muốn giới thiệu đến quý vị một chương trình sắp tới mà VAO cũng như là Việt Acoustic tổ chức với sự bảo trợ của Poppy Hills Music. Vừa mới nhắc đến một thế hệ lớn, một thế hệ khác mà người lớn mà có lòng. Việt Poppy Hills Music là cũng là một cái tên tuổi mà chị nghĩ là nhắc đến trong vùng này nhiều người biết. Có thể nói trong trong cái ngành âm nhạc ai chắc 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 Trong nhiều cái đối với giới nhiều giới người biết giới chơi nhạc là ai nhé. cũng biết, và ai hầu hầu như không biết chị nói đúng không, nhưng mà chị nghĩ là như vậy, là ai cũng hình như là cũng có cái sự nhận sự giúp đỡ của Poppy Hills Music rất Dạ là đúng nhiều. rồi, anh Lý bên Poppy Hill Music cũng rất là generous. Thì tụi em cũng có rất là nhiều những cái project mà cũng được sự ủng hộ của anh Lý. Anh Lý cũng là một trong những có thể nói là một trong những người lớn mà rất là thoáng, mình dễ làm việc được và cũng rất là generous. Và dĩ nhiên là một mình anh Lý cũng đủ đủ rồi chị, phải rất là cần nhiều những người thêm đấy. Thì nhưng mà em nghĩ anh Lý cũng có thể là một một trong những cái gọi là cái gì cho người khác để mà theo Một cái đấy, tấm gương, một một cái cái tấm gương, model một cái model để cho người khác theo, cho những người Hy lớn vọng là như khác. vậy, hy vọng là như vậy, chị Em mong là như vậy. em cũng mong là như vậy thôi. Thì những cái người trẻ, những cái người mà có đam mê, pretty much là mình rất là cần những cái Đúng người rồi. giống như anh Lý để Thì mà những support. những người Dạ supporter, đúng rồi. big supporter giống như là Poppy Hills Music phải không Dạ em? đúng rồi. Bây giờ chị cầm trên tay cái tờ flyer này. Chắc là chị để cho Quyền Mai nói về cái show này có lẽ là rõ hơn là chị đọc trong đây. Cái show này là cái show này là Xuân Xanh. Thì Xuân Xanh ở đây là một cái show mà Việt Acoustic, giống như là một trong cái show lớn mà after COVID mình làm. Trước khi COVID, trong lúc mà năm ngoái đấy, trong lúc mà COVID chuẩn chuẩn bị hết
thì Vicoustic cũng có tổ chức một cái buổi âm nhạc ở ngoài cái sân golf Los Gatos ở đường Capitol, cũng cũng khá là thú vị, cũng được một số bạn giao ủng hộ cũng rất là supportive. Thì cái show này là cái show mà Vicoustic muốn làm chung với các anh chị có tên tuổi trong cộng đồng. Nói chung là mình không có cần những người gọi là ca sĩ từ trung tâm, mình muốn hợp tác với những người ca sĩ tại địa phương để mà có cho các em có một cái opportunity để mà có cái sân chơi để mà chơi chung. Và cái show xuân xanh này đó, nhóm Vicoustic cũng muốn thể hiện được cái tài năng của họ qua âm thanh, ánh sáng, tất cả là từ nhóm Vicoustic tự lực, tự lực làm. Và sẽ có thu hình trực tiếp luôn chị. Sẽ có thu hình trực tiếp luôn. Thì tất cả những cái tài năng là tài năng trẻ. Thì dĩ nhiên là mình cũng muốn tương tự giống như là Press by Night vậy không? Nhưng mà dĩ nhiên là mình không có expect được là các bạn này sẽ giống như là Press by Night. Tại vì Press by Night có rất là nhiều kinh nghiệm và có rất là nhiều cái budget. Cái budget của họ lớn hơn nhiều. Rất là mấy trăm lần. Cái budget của tụi em thì rất là hạn hẹp. Nhưng mà nói chung đối với một cái show giống như vậy là cũng quá nhiều đối với tụi em. Thì nguyên một cái team như vậy và mình muốn làm một cái show như vậy với có những cái em từ thương ca tiếng Việt, cũng có sự tham gia của chị. Thì cũng rất là vui mừng, cũng có được sự những cái anh chị sẵn sàng đi chung để mà làm cái chương trình này. Và cũng hy vọng là quý vị cũng có thể support đi xem thử. Coi những người trẻ thực hiện cái chương trình như thế nào. Đúng rồi. Thật ra em vừa mới nói là sẵn sàng đi chung. Cái chuyện sẵn sàng thì chị nghĩ là chị cũng giống như anh Tuấn, Diệu Linh và Duy Tuấn, Quang Khải là sẵn sàng để đi chung với các em rồi, sẵn sàng là khỏi nói rồi. Nhưng mà ngoài cái sẵn sàng đó, tụi chị còn cảm thấy là một cái sự vui thích. Nhiều khi còn là một hãnh diện nữa. Tại sao? Tại vì là các em cho các anh chị đứng chung với các em trên sân khấu và cùng làm việc và cùng nỗ lực để làm nên một cái chương trình. Và từ đó nó, đây là những cái đối với chị á, chị nghĩ là nó sẽ là những cái bậc thang để các em đi lên. Một ngày nào đó biết đâu chừng các em sẽ thành công rạng rỡ giống như là Paris by Night. Mà nếu mà nói so sánh với Paris by Night thì nó là business trước mắt này. Còn đây là một cái chương trình mà chị thấy là các em tự lực, các em đâu có đi xin bảo trợ để thuê mướn những nhà làm âm thanh mà ghê gớm đâu. Các em tự làm lấy. Và cái tự làm lấy đó, thưa quý vị, đó là để cũng là một cái cách để mà sử dụng những cái tài năng của các em. Cái đó nó hay ở chỗ đó. Nên là Thảo nghĩ là quý vị không có nên ngần ngại gì để mà không bảo trợ, không phải là bảo trợ, đóng góp cho cái công trình của các em này bằng cách là mua vé đi xem. Mua vé đi xem thì các em sẽ thấy là đông khán giả đi xem và các em sẽ cảm thấy hứng thú để mà tiếp tục làm cái công việc này. Phải không Quyền? Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi, cái đó là còn một cái nữa, đó là khi mà các em được đứng chung sân khấu với các anh chị thì dĩ nhiên các em cũng học hỏi thêm được những cái kinh nghiệm. Dù nhiều hay dù ít, nó cũng phải có một chút xíu học hỏi nào đó. Và mặc dù là mình nói là mình tự làm, nhưng mà những cái âm thanh ánh sáng ở đây, thưa quý vị, là những cái tài năng mà Quyền thì Quyền rất là thích chất lượng. Cho nên là những cái chương trình mà không có chất lượng thì thường thường là Quyền không có muốn tham gia luôn. Nhưng mà các bạn này tương đối là có thể đạt được cái chất lượng mà Quyền muốn. Ồ vậy hả? Thì Quyền nghĩ là cái chất lượng đó sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Thì các bạn trong chẳng hạn như Jason cũng có rất là nhiều năm kinh nghiệm về quay phim, hình ảnh đám cưới. Và những cái âm thanh đó thì các bạn cũng đã từng làm những cái chương trình ở đây. Và có thể là ít người biết tới. Như là cái chương trình năm ngoái. Như là chương trình năm ngoái. Và cũng nhiều chương trình khác. Nhóm cũng đã take care được, cũng đã có nhiều người book trong những cái chương trình khác. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà quý vị đi coi chương trình, rất ít người để ý tới ai làm âm thanh, ai làm ánh sáng. Thì cái band ở đây mình có San Jose Brothers, cái đó chắc cũng nhiều người biết tới. Và âm thanh thì cũng do anh Hoàng Nguyên giúp cho cái phần
sale đó một chút xíu. Còn system này nọ đó là của bên tụi em. Và có ánh sáng thì có Don với lại Verde là hai cái bạn này cũng rất là trẻ và họ đã từng giúp rất là nhiều những cái chương trình ở đây. Và những cái bạn đó thì sinh hoạt với tụi em cũng rất là lâu. Từ lúc mà giống như là khởi đầu cái chương trình có cái sự gắn bó và làm việc với nhau cũng hợp nhau nên là dễ làm việc phải không? Dạ đúng rồi. Hiểu nhau. Tại vì nếu mà tụi em trẻ mà tụi em không support nhau, không có giúp đỡ nhau thì sao mà. Cái đó cũng là một cái điểm mà chị thấy tốt cho cái công việc của em về sau, tại vì làm việc mà hợp nhau, mà thương nhau, mà đoàn kết với nhau thì nó sẽ lâu dài hơn. Chị mong là các em sẽ hợp tác với nhau lâu dài và làm được nhiều việc lớn hơn. Vâng, thưa quý vị, chương trình này như là Quyền nói đó, là cái tựa đề là Xuân Xanh, dễ thương nghe không? Xanh nhiều hơn quý vị ạ, xanh nhiều hơn là ngà vàng. Và cái buổi đó sẽ là Chủ nhật 15 tháng 1 năm 2023. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 là chị em chúng tôi ngồi đây, có nghĩa là còn một tháng nữa. Dạ đúng rồi. Một tháng nữa thì là đủ để cho quý vị thu xếp, sắp xếp cái lịch của mình, riêng của mình để coi mua vé. Và gọi mua vé càng sớm càng tốt để các em thấy hứng khởi hơn và dễ dàng trong cái công việc của tổ chức hơn. Đó là ngày 15 tháng 1 vào lúc 3 giờ chiều, có một show thôi phải không em? Dạ. Hy vọng là nếu mà quý vị ủng hộ nhiều thì có thể năm sau mình có thể làm hai show. Và chương trình là 3 giờ chiều, nó cũng dễ chịu cho mọi người đi nha. Không có tối lắm, không lạnh lắm. Và cái chỗ đó khoảng chắc 600. Cái Santa Clara, ông Thảo chưa nói là đó là Santa Clara Convention Center. Và nó ở chỗ mà Great America Parkway, người Việt mình biết cái khu này nhiều lắm. Vâng. Và giá vé là 35 Mỹ Kim, 50 Mỹ Kim, VIP là 75 và 100. Bạn của chị đã book mấy chỗ 100 rồi đó. Cảm ơn chị, cảm ơn bạn của chị Đồng Thảo. Dạ thưa quý vị, thì nếu mà quý vị có cái rảnh ngày đó hoặc là mình có thể xếp thời gian, có thể cho các bạn một cơ hội đi ủng hộ các bạn. Và dĩ nhiên là đi ủng hộ, cũng đi ủng hộ chị Đồng Thảo và các anh chị khác luôn. Thì chủ nhật ngày 15 tháng 1 tại Santa Clara Convention Center, quý vị có thể gọi cái số phone 408-313-7626 để đặt vé, hoặc là quý vị cũng có thể vào cái Facebook page, quý vị có thể tìm Vietcoustic. Vietcoustic là mình dùng cái chữ Việt là tiếng người Việt đấy. Acoustic là chữ cho acoustic. Nhưng mà cái Vietcoustic thì chắc là quý vị có thể là hơi khó viết ra chút xíu. Nhưng mà nếu mà quý vị vào Facebook, quý vị bấm Vietcoustic thì có thể là sẽ hiện ra Facebook. Nếu mà vào cái website đó, quý vị có thể mua online ticket được ở trên Eventbrite. Mình bấm vô là xuanxanh2023.eventbrite.com. Ở trên đó thì mình mua online thì có một chút xíu tiền lệ phí của Eventbrite. Nhưng mà nếu mà quý vị gọi phone đó thì quý vị không có cần phải trả những cái tiền lệ phí đó. Nếu mà quý vị gọi phone thì là mình sẽ làm sao đưa vé? Thì quý vị có thể gieo qua hoặc là hẹn gặp hay là như thế nào. Nếu quý vị gọi phone thì họ. Thời buổi này dễ quá, gieo là trong vòng tích tắc là tiền đi. Và các em sẽ gửi vé đến cho người mua phải không? Vậy thì tiện lắm. Chắc là Đồng Thảo sẽ nốt trong cái video này để cho quý vị biết được là cái cách nào để mua vé. Gọi phone rồi là gieo trả tiền hoặc là mua vé bên chỗ online mà em nói online thì phải. Ok rồi, em còn muốn nói thêm thì không? Chị nghĩ là chương trình này rất là hấp dẫn, tại vì là sự kết hợp của tới Đồng Thảo nghĩ là chắc là ba thế hệ thôi quý vị. Ba thế hệ có Duy Tuấn, Diệu Linh, anh Tuấn, Đồng Thảo, anh Quang Khải, có Ngô Minh Huy, có các em Thương Ca Tiếng Việt, có Trâm Anh, Nhật Đoàn, Nhật Minh. Quý vị có thể Phương Nguyễn. Có nếu mà Quyền có miss ai, quý vị có thể vào Facebook page hoặc là vào cái xuanxanh2023.eventbrite.com. Rồi, cảm ơn Quyền đã đến đây với chị ngày hôm nay. Đồng Thảo được mời hát trong chương trình này, nhưng mà Đồng Thảo thấy mình có cái nghĩa vụ là
phải mời cậu đến đây, mời Quyền đến đây để mà nói chuyện, không phải là để quảng cáo về cái show này only đâu nha quý vị, mà để coi nói chuyện với một người trẻ và giới thiệu đến quý vị một người trẻ có nhiệt huyết, có tấm lòng. Và khi mà cậu làm việc này, tức là đã duy trì được cái tinh thần của người Việt, cũng như là nhắc nhở các em trẻ nghĩ là mình là người Việt và mình có cái nguồn gốc Việt Nam. Yeah. Chị cảm ơn em rất là nhiều Quyền. Cảm ơn chị rất là nhiều, và thưa vị, Quyền cũng rất là ngưỡng mộ chị Tông Thảo, cũng vừa mới làm xong chương trình Hát cho quê hương Việt Nam. Thì đó là những cái tài năng trong cộng đồng của mình mà chúng ta cần phải phát triển. Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Vâng, Tông Thảo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.